Chào tất cả các bạn, mình là Sirius. Hôm nay mình sẽ tiếp tục gửi đến các bạn một trận bắt đồ khác giữa hai loài khủng long ăn thịt rất mạnh trên màn ảnh nhỏ. Carnotaurus vs Indominus Rex. 1. Carnotaurus. Carnotaurus là một loài khủng long ăn thịt sống vào cuối kỷ phân trắng cách đây 71 đến 69 triệu năm ở Nam Mỹ. Chúng đóng vai những nhân vật phản diện chính trong bộ phim khủng long CGI năm 2000 của Disney là Dinosaur. Về tính cách, mặc dù chúng đóng vai trò là nhân vật phản diện của bộ phim, nhưng hai con Carnotaurus chỉ đơn giản là những kẻ săn mồi cần ăn thịt để tồn tại và chúng không có mục tiêu gì đến mức gọi là xấu xa cả. Giống như hầu hết các loài săn mồi tự nhiên, chúng xem các loài khủng long khác như thức ăn. Mặc dù chúng không có lời thoại trong phim, Carnotaurus vẫn thể hiện một mức độ thông minh nhất định vì chúng đủ thông minh để theo dấu chân của đàn khủng long đang đi tìm thức ăn và nước uống. Hai con Carnotaurus trong phim có thể là một cặp đôi đực cái hoặc có thể là anh em ruột. Vì chúng có mối quan hệ rất bền chặt, chỉ vì chăn mồi mà dẫn đến cái chết của một con mà thôi. Con Carnotaurus sống sót sau tai nạn đã thể hiện một mối hận thù mạnh mẽ đối với khủng long Aulador, cố gắng kéo Aulador theo khi rơi xuống một vách đá, có thể để trả thù cho cái chết từ người bạn thân. Carnotaurus cực kỳ hung ác, nguy hiểm, khát máu và đáng sợ. Được con khủng long Ima mô tả là một kẻ lắm mồm với thái độ tồi. Nhưng điều quan trọng cần lưu ý là, giống như hầu hết các loài săn mồi, chúng ưu tiên chọn con mồi yếu hoặc đơn độc. Những con mồi dễ dàng bị nhắm đến nhất của chúng sẽ là những con bị tụt lại phía sau hoặc những sinh vật nhỏ hơn chúng nhiều. Vì ngay cả những kẻ săn mồi mạnh mẽ này cũng không thể chống lại cả đàn khủng long ăn cỏ, cũng như gặp khó khăn khi chiến đấu với những cá thể mạnh mẽ như Aulador và Brucean. Về ngoại hình, Carnotaurus là loài khủng long ăn thịt đáng sợ đi bằng hai chân, có vảy hơi đỏ, đuôi dài, răng sắc nhọn và sừng ngắn. Cánh tay của chúng mập mạp và bị tiêu biến đi, vì những kẻ săn mồi này sử dụng hai chân để vận động là chủ yếu. Hai con Carnotaurus đóng vai phản diện chính của bộ phim có kích thước khác nhau đáng kể, một con to hơn con còn lại khá nhiều. Mặc dù không biết liệu chúng có phải là một cặp giao phối hay chỉ là họ hàng. Giống như những con khủng long khác trong cuộc di cư của bộ phim, Carnotaurus bị buộc phải rời khỏi môi trường sống bình thường của chúng do sự xuất hiện của thiên thạch, và một cặp Carno trong số chúng đã quyết định đi theo đàn khủng long để kiếm thức ăn trong điều kiện khô cằn. Ở gần giữa phim, hai con Carnotaurus đã xua đuổi một bầy Velociraptor ra khỏi xác của một con Struthiomimus. Sau đó chúng tiếp tục theo dõi đàn của Aulador cùng gia đình vượn cáo mới gia nhập. Trong quá trình sản xuất bộ phim, kế hoạch ban đầu của hãng là sử dụng khủng long Tyrannosaurus Rex nổi tiếng để làm nhân vật phản diện. Nhưng Disney đã quyết định sử dụng loài Carnotaurus ít phổ biến hơn vì ngoại hình ma quỷ của nó khiến nó phù hợp với vai trò phản diện chính và nó không phải một loài khủng long nổi tiếng vào thời điểm đó. Tuy nhiên, nhiều người hâm mộ và người xem thường nhầm loài Carnotaurus được miêu tả trong phim là T-Rex do kích thước to lớn của chúng. Carno giống với một con T-Rex nhưng ở phiên bản hung ác hơn. Carnotaurus có nhiều điểm khác biệt so với T-Rex, chẳng hạn như cánh tay nhỏ hơn, có thêm hai chiếc sừng và chiếc mõm ngắn hơn. 2. Indominus Rex. Indominus Rex là loài khủng long chân thú lớn nhất tính đến nay trong loạt phim Thế giới kỷ Jurassic, đồng thời là quái vật phản diện chính của bộ phim năm 2015. Nó cũng tiếp tục xuất hiện với thời lượng ngắn trong loạt Jurassic World Camp Cretaceous. Trong bộ phim Jurassic World, nó là điểm thu hút mới nhất được thêm vào công viên để thu lợi nhuận cao hơn. Nó được tạo ra bằng cách sửa đổi bộ gen của khủng long bạo chúa với DNA của nhiều loài khủng long chân thú khác. Ngoài ra còn có DNA của các loài động vật hiện đại như mực nang, ếch cây và rắn hổ mang. Bộ gen của Tyrannosaurus Rex được sử dụng làm bộ gen cơ bản cho cá thể lai này. Nó cũng mang lại cho Indominus Rex một cú cắn cực kỳ mạnh, có thể nghiền nát kính chống đạn. DNA Velociraptor đã được thêm vào để có mức độ thông minh cao và khả năng đưa ra kế hoạch cũng như quyết định. DNA của Tyrannosaurus đã được thêm vào tạo cho nó một kích thước lớn. Người ta đã đề cập rằng Indominus Rex sẽ lớn hơn T-Rex khi trưởng thành hoàn toàn. Gen Abelosaur đã được thêm vào để hoạt động như một dạng áo giáp sinh học, hấp thụ hầu hết các cuộc tấn công hướng đến. DNA của Dinosuchus đã được sử dụng để tạo thành răng cá sấu cho phép Indominus cắn chặt thịt của đối thủ. DNA của Therizinosaurus bổ sung thêm sự hiện diện của chi trước dài với những móng vuốt mạnh mẽ. Một cú tát bằng vuốt của Indominus sẽ hạ gục một đối thủ cụ thể.
Các gen của mực nang nhằm giúp Indominus Rex chịu được tốc độ tăng trưởng nhanh, nhưng nó cũng bổ sung các tế bào mang sắc tố trong da của Indominus để nó có thể thay đổi hình dạng, màu sắc và kết cấu của da như loài mực nang. DNA của ếch cây đã được thêm vào cho Indominus Rex để thích nghi với khí hậu nhiệt đới của Isla Nubla. Nhưng thay vào đó, nó lại bổ sung thêm khả năng làm mất thân nhiệt cho Iris. Điều này khiến hầu hết các camera hồng ngoại dựa trên nhiệt bị nhầm lẫn. Cuối cùng, DNA của rắn Pit Viper đã bổ sung thêm các hốc đặc biệt trong hộp sọ của Iris, cho phép nó nhìn thấy tia hồng ngoại, nhìn thấy sức nóng tỏa ra từ con mồi trong vùng tối. 3. Phân tích trận chiến. Về kích thước, Iris cao 6,1m, dài 15,2m, nặng 8 tấn ở trong phim, theo Jurassic World Survival Guide. Và đây là lúc nó chưa trưởng thành hoàn toàn. Ngay cả khi trưởng thành hoàn toàn thì Iris cũng chỉ cao đến 6,4m mà thôi, theo như lời của tiến sĩ Henry Wu. Trong khi đó, Carnotaurus lại cao đến 7m theo một scale đến từ Walt Disney Animation Studios. Như vậy, về kích thước, Carnotaurus sẽ chiếm ưu thế. Kích thước của một con Carnotaurus trong thực tế không to đến vậy, chúng chỉ nặng trên dưới 2 tấn mà thôi. Nhưng trong bộ phim này nó đã được bump size lên khá nhiều. Thậm chí con Carnotaurus lớn còn to lớn hơn cả một con T-Rex. Về sức tấn công, Indo đã thể hiện sức mạnh của mình trong phim, có thể phá vỡ lồng kính lớn của các loài bò sát bay, có thể nghiền nát thiết bị dạng quả cầu bằng lực hàm mạnh mẽ của mình, và thậm chí nó còn có thể bẻ gãy cổ của một con Ankylosaurus. Indominus còn có thể đối đầu với Rexy, áp đảo khủng long bạo chúa và sẽ giết T-Rex nếu Blue không can thiệp. Điều này cho thấy nó thực sự là một trong những loài khủng long mạnh nhất, mặc dù chỉ là kết quả của việc lai tạo. Carnotaurus cũng đã thể hiện sức mạnh khủng khiếp của mình trong phim. Nó có thể giết một con Pachyrhinosaurus dễ dàng chỉ bằng một nhát cắn. Có thể dùng mồm ngoạm con Iguanodon đầu đàn rất to là Gron và quăng vào vách đá một cách đơn giản. Nó cũng to lớn và nặng đến mức làm sụp vách đá và dẫn đến cái chết của mình sau đó. Về độ bền, với sự chọn lọc di truyền trong DNA của mình, Indominus có làn da rất bền, đặc biệt là do DNA của Carnotaurus cung cấp cho nó khung xương có khả năng bảo vệ những vùng yếu và dễ bị tổn thương khỏi các cuộc tấn công. DNA của Abelosaur tạo cho nó bộ xương cực kỳ cứng cáp. Ngoài ra, DNA của khủng long bạo chúa Tyrannosaurus Rex có thể đã giúp nó có làn da cứng cáp hơn, chịu được nhiều vết cắn liên tiếp của T-Rex. Da của nó cũng có thể chịu được đạn bắn từ súng minigun. Mặc dù bị tấn công bởi nhiều sinh vật mạnh mẽ và phải chịu đựng một vụ nổ ở cự ly gần, Indominus Rex hầu như không tỏ ra là nó bị thương. Indo cho thấy có sức chịu đựng rất cao, có thể chiến đấu trong thời gian dài hoặc chạy đường dài để đuổi theo con mồi. Ở trong phim Dinosaur, hai con Carnotaurus đã dính phải một trận đá đè trong hang động. Điều này khiến con Carnotaurus nhỏ hơn đã chết, nhưng con Carnotaurus lớn hơn thì vẫn còn sống. Nó hất vài cục đá đang đè lên mình và rời khỏi hang. Chân thì chảy máu và bị thương. Tuy nhiên nó khỏe đến mức dễ dàng hồi phục chỉ trong thời gian ngắn và tiếp tục truy đuổi đàn khủng long ở cuối phim. Lúc này toàn bộ vết thương của nó đã hồi phục hoàn toàn. Về tốc độ, theo mình đánh giá thì tốc độ của hai con khủng long của ngày hôm nay đều nhanh và không có bên nào thực sự vượt trội. Xét về vũ khí, cả hai đều có hàm răng sắc nhọn và lực cắn cực mạnh để tiêu diệt bất cứ kẻ địch nào. Ngoài ra là một chiếc đuôi khỏe có thể quất. Tuy nhiên Iris có lợi thế vì nó còn có thể dùng hai chi trước lợi hại để cào hỗ trợ khi chiến đấu. Về sự thông minh, Carnotaurus có trí thông minh ở mức độ cơ bản dành cho các con thú săn mồi bình thường. Rõ ràng là Indominus sẽ vượt trội về trí thông minh so với nó. Indominus cũng có thể dùng khả năng biến đổi cơ thể trở nên tàn hình để phục kích kẻ thù. Tuy nhiên nếu nó chiến đấu với Carnotaurus thì cùng lắm nó chỉ tàn hình được lúc đầu mà thôi. Sau đó cũng sẽ bị phát hiện và không thể sai chiêu này nữa. Tổng kết: như các bạn đã biết, Iris cực kỳ mạnh và là con khủng long ăn thịt mạnh nhất trong loạt công viên thế giới kỷ Jura tính đến nay. Tuy nhiên Carnotaurus lại đến từ một vũ trụ khác, nơi mà nó to lớn hơn cả Indominus Rex. Carnotaurus không những cao lớn mà còn rất đô con. Feat tăng trận đá đè của nó vẫn ấn tượng hơn so với mọi feat về độ bền khác của Iris. Những khối đá nặng hàng tấn rơi từ trên cao xuống và vùi lấp cả cơ thể của Carnotaurus, nhưng nó vẫn chui ra được và hồi phục rất nhanh. Trong khi đó làn da chống đạn của Iris vẫn bị Rexy cắn xuyên qua, nên Carnotaurus hoàn toàn có thể làm điều tương tự mà chắc chắn là còn làm tốt hơn vì các bạn thấy đấy. Carnotaurus còn to lớn hơn Rexy khá nhiều.
Hơn nữa, nó còn đang ở đỉnh cao thể trạng, chứ không phải đang ở trong trạng thái suy yếu như Resi. Resi có thể bán hành cho Iris, thì Cardinal sẽ còn làm được nhiều hơn thế. Mặc dù Iris vẫn rất khỏe và thông minh để có thể đối đầu với Cardinal trong một thời gian, nhưng đến cuối cùng, sức mạnh, thể hình, thể lực và độ bền của Cardinal sẽ chiếm ưu thế và cuối cùng nó sẽ đánh bại Iris. Theo ý kiến cá nhân của mình, Cardinal sẽ có tỷ lệ thắng cao hơn ở mức 70% và tỷ lệ thắng của Indominus Rex là 30%. Video của kênh hôm nay cũng sẽ dừng lại tại đây. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.